Đây là quà tặng cho các chị đẹp họp báo ngày hôm nay đó mọi người ơi. Không biết là mọi người có thích không nữa, nhưng mà đây là tấm lòng của mình nên chắc không sao nhỉ. Và để chuẩn bị cho món quà này, sắp xếp vào hộp cũng khá là mất thời gian. Và cảm ơn team makeup Gia Khang đã hỗ trợ cho hôm nay nha. Đây là những chị đẹp đi sớm thứ nhất, thứ hai mọi người ạ. Nên mọi người còn vẫn đang hoang mang lắm. Biểu cảm của chị Tú Vi làm ấm lòng người tặng quà ghê. Chị Nguyên Hà hôm nay xinh xuất sắc mọi người ạ. Thực sự tham gia chương trình thì mình đã làm quen được rất nhiều với các chị trong nghề và mình cảm thấy vô cùng tuyệt vời và cảm thấy rất là biết ơn về điều đó. Ai cũng rất là bận rộn nha mọi người, và ngày hôm nay là điều may mắn thì kể đi rất sớm. Mọi người phải trả lời phỏng vấn này, chụp hình rất là nhiều, và ngày hôm nay thì may quá mình đi sớm nên là mình có thể theo đuổi được tất cả các chị đẹp trong buổi họp báo luôn và không thiếu sót một ai trừ những chị không đến họp báo nha. Ở đây cũng phỏng vấn. Tranh thủ trong lúc chờ đợi thì tôi xin phép tự mình giải trí cũng như là phục vụ một số động tác nhảy cơ bản cho mọi người cùng xem nhé. Đây nhận quà của ai vậy chị? Ở đây là quà của chị Mỹ Linh với chị Yến Trang. Hai bên đều đang mặc phòng vấn. Đây là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, đạo diễn MV cho 30 chị đẹp đó mọi người. Hôm nay đạo diễn khen là nhận không ra tôi, nhìn tôi xinh hơn. Tại vì tôi mới giảm cân mà mọi người. Buôn dữ quá làm chị Mỹ Linh chạy mất tiêu, tôi phải dí theo liền và cuối cùng thì cũng tặng quà được cho chị mọi người nhé. Ở đây còn có bé Khổng Tú Quỳnh luôn. Nhìn mặt bé Quỳnh kìa, cảm giác như là ôi em không có quà hả chị. Thực ra lúc đấy chỉ có cầm quà của chị Yến Trang với chị Mỹ Linh thôi, chứ chuẩn bị hết 29 món quà cho tất cả các chị rồi. Chị Vân Hugo hôm nay có mái tóc nổi bật quá nè. Chị Vân Hugo là siêu đáng yêu nha mọi người. Chậm một giây nữa thôi là chị Vi bị lôi đi phỏng vấn rồi, phải nhanh tay chứ mọi người. Ôi trong chương trình này thì các chị giàu có lắm mọi người ạ. Chiếc khăn này về mặt giá trị kinh tế thì không có bao nhiêu, nhưng mình vẫn muốn có một giá trị về tinh thần để kỷ niệm lưu giữ với tất cả mọi người. Chị Yến Trang lúc mới vào phòng chờ đó mọi người, mình không dám bắt chuyện với chị luôn, tại vì nhìn chị rất là tổng tài lạnh lùng. Đi một vòng mà mọi người tưởng tôi bán khăn không đó trời. Biết vậy tôi in thêm một mớ khăn, có khi lại hốt được mớ tiền mọi người ạ. À, tại vì ở đây chị đẹp nào cũng có fan mà. Đấy, bảo mọi người không tin chứ các chị nhà tôi tỉnh táo lắm mọi người ạ. Tất cả chúng tôi đều rất là tỉnh táo nha. Đợi mãi mọi người ạ, thuyền buôn của tôi đến rồi đây. Nói chung trong chương trình thì cũng có rất là nhiều chị đẹp thì mình cảm thấy là cũng khá là hợp tính và sẽ nói chuyện với nhau. Đặc biệt là Hen thì ở Hen mình thấy tỏa ra một năng lượng vô cùng là ấm áp và thân thiện. Nên là mình cũng dành rất là tình cảm cho Hen. Hôm đó là có 22, 23 chị tham gia họp báo, còn lại 7 chị là mình không tặng được quà, và hẹn một dịp khác ghi hình thì mình sẽ tặng cho các chị. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Love you.